Trường Giang liên tục khen Nhã Phương, ngọc nữ là đẹp xinh lung linh cỡ vợ tôi vậy đó. Nhã Phương chắc chắn rất hạnh phúc khi chứng kiến sự tự hào của Trường Giang khi nhắc về vợ của mình trên sóng truyền hình. Nam danh hài Trường Giang liên tục khiến nhiều người bất ngờ khi liên tục ca ngợi nhan sắc của Nhã Phương. Trong trailer tập phát sóng sắp tới của Giọng Ải Giọng Ai, Trường Giang gây chú ý khi liên tục công khai khen ngợi nhan sắc của Nhã Phương. Ở phần đầu khi vừa bước ra sân khấu, khi nghe Đại Nghĩa giới thiệu có một cặp khách mời là ngọc nữ tiên đồng, Trấn Thành đoán đó là phi phụ Mạc Văn Khoa. Còn 10 khó nhận định cỡ ngọc nữ là phải đẹp xinh lung linh cỡ như vợ em vậy đó. Khi Kim Tử Long, Ngọc Huyền lục đục nội bộ chỉ vì nam nghệ sĩ cải lương chê nhan sắc người tình sân khấu, ai nói Ngọc Huyền đẹp? Trước lời chê bai của người tình sân khấu, Ngọc Huyền lập tức đáp trả: ai nói không đẹp vậy, vì mỗi ngày anh thấy em không make up anh quen rồi, mà cái gì người ta quen người ta sẽ thấy không đẹp. Lúc này Trường Giang lên tiếng bên vực đàn anh, đồng thời tranh thủ nịnh vợ: vợ em nó không make up em thấy quen mà em thấy vẫn đẹp. Dù không có mặt ở trường quay để nghe những lời khen này, nhưng chắc chắn bà xã của Trường Giang sẽ nở mày nở mặt với bạn bè khi được chồng ngợi ca trước mọi người. Trường Giang Nhã Phương kết hôn vào ngày 25 tháng 9, 2018. Đến nay, cả hai vợ chồng đã có gần một năm chung sống hạnh phúc bên thiên thần nhỏ vừa chào đời. Hiện tại, các fan đang mong ngóng ngắm cận mặt nhóc tì của vợ chồng nam danh hài. Tuy nhiên, điều này rất khó bởi họ đã chủ động giấu kín từ lúc mang bầu đến khi sinh con ra. Có thể thấy từ ngày kết hôn, Trường Giang liên tục khen ngợi vợ đẹp và xem vợ là kim chỉ nam. Đây là điều mà trước đây anh ít khi dành cho Nhã Phương trên truyền thông. Vợ là số 1, bởi vậy nên chỉ cần có thời gian là tôi sẵn sàng lăn xả vào bếp cùng với bà xã. Còn gì bằng được bữa cơm do cả hai vợ chồng cùng nấu chứ, Trường Giang thổ lộ. Nếu Trường Giang liên tục khen ngợi vợ thì Nhã Phương lại khá khiêm tốn trên truyền thông. Tôi hư lắm, không đảm đang, tôi cũng có chăm sóc anh Giang, nhưng bản thân tôi thấy chồng đảm hơn vợ. Anh Giang chăm sóc tôi rất kỹ, lo ăn uống đủ kiểu. Thông thường người vợ sẽ nấu những món ăn cho gia đình, nhưng đôi lúc tôi ngủ dậy đã thấy anh chuẩn bị món nào đó cho mình. Ngày nào anh cũng nấu những món khác nhau cho tôi ăn. Anh nói giảm cân thì giảm cân chung, mập thì mập chung. Hiện tại tôi thấy cuộc sống rất ổn định. Trong gia đình nếu có chuyện gì vợ chồng tôi sẽ cùng quyết định. Quý vị cũng biết phe nào mạnh hơn rồi, dĩ nhiên là phe vợ. Chồng không dám cãi. Trấn Thành từng tuyên bố một ngày ra đường được vợ cho 2 triệu đồng, còn tôi không có 1 đồng. Tất cả đều có trợ lý kế bên lo, nhúc nhích trợ lý báo, nam danh hài dí dỏm.